thành phố Hồ Chí Minh là nơi đang phát triển đô thị hóa với tiến bộ rất nhanh. Hàng năm, nhiều đất ngoại thành được chuyển mục đích sử dụng từ sản xuất nông nghiệp sang xây dựng cơ bản, khu công nghiệp, khu đô thị mới. Nhưng theo yêu cầu chung của thành phố, mặc dù đất nông nghiệp giảm nhưng tổng giá trị sản xuất nông nghiệp không những không được giảm mà còn phải tăng. Giá trị thu nhập trên mỗi đơn vị diện tích đất nông nghiệp ngoại thành phải ngày càng cao hơn. Do đó, việc chuyển đổi nền kinh tế nông nghiệp truyền thống tạo ra giá trị thấp sang nền kinh tế nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao là rất cần thiết. Thưa quý vị, khi nhắc đến nghề nông thì có lẽ nhiều người trong chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh của những người nông dân vất vả với thu nhập thấp. Nhưng trong nhịp sống hiện đại thì hình ảnh mới của những người trẻ làm nông với khát vọng vươn lên đã góp phần rất nhiều vào việc cải thiện đời sống tinh thần cũng như vật chất và thay đổi bộ mặt nông nghiệp nông thôn ngoại thành. Tuổi thơ tôi là những tháng ngày cùng cha mẹ dãi dầu trên bờ đê ruộng lúa, là những buổi chiều rong ruổi trên cánh đồng quê cùng lũ trẻ trong làng. Những bước chân vương bùn, những giọt mồ hôi khét nắng đã cùng tôi khôn lớn từng ngày. Thế nên khi chọn thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, tình yêu với mảnh đất, cây trồng, với nghề nông truyền thống vẫn âm ỉ trong lòng tôi. Và tôi đã khởi nghiệp cuộc đời với hai chữ làm nông cùng hai bàn tay trắng. Không biết đã bao lần tôi nghĩ mình sẽ dừng lại vì những thất bại cứ nối tiếp nhau. Thế nhưng mục tiêu duy trì ngành nghề truyền thống, xóa bỏ những thành kiến đời thường về nghề nông, cũng như khẳng định mạnh mẽ rằng nông nghiệp vẫn là chất của người Việt Nam, vẫn luôn là một ngành nghề khởi nguồn cho sự sống và nó sẽ mang đến hoa thơm quả ngọt cho đời. Điều đó đã giúp tôi vững bước. Thưa quý vị, người đang đứng bên cạnh Quang Bảo đây chính là anh Nguyễn Minh Nhân. Đây chính là chàng trai trong đoạn tự sự vừa rồi và cũng chính là người mà Quang Bảo muốn giới thiệu đến tất cả quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và cũng trong chương trình này thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá là làm cách nào mà anh chàng nông dân thời hiện đại này đã có thể thành công với mô hình nông nghiệp có 102 của mình. Như đã hứa thì bây giờ Nhân xin mời Bảo cùng khán giả của chương trình thành phố hôm nay đi tham quan qua cái vườn dưa của bên Nhân. Thời gian gần đây, nhiều người dân ở thành phố Hồ Chí Minh truyền tai nhau về hình thức trồng cây qua mạng hay còn gọi là nông trại vui vẻ, rất thú vị. Với hình thức nông nghiệp độc đáo này, khách hàng sẽ đặt mua cây giống từ trang trại chuyên trồng cây sạch, sau đó trang trại sẽ trồng, chăm sóc cho đến khi cây ra hoa kết trái, thu hoạch và đưa đến tận tay khách hàng. Cây sẽ có đầy đủ hồ sơ gồm bản tên khách, ngày tháng trồng, các thông tin về quá trình sinh trưởng, phát triển được trang trại gửi đều đặn cho khách hàng tuần qua email. Từ bé mình đã có cái sở thích đam mê về nông nghiệp. Lớn lên mình cũng rất là thôi thúc là muốn hoạt động về nông nghiệp và đặc biệt là trồng cây cối. Đó thì bẵng một thời gian thì mình tìm hiểu một số mô hình bên Nhật. Họ kinh doanh về rau củ quả mà cái đó mô hình đó là kết hợp cho những khách tham quan có thể tới nghỉ dưỡng và thu hoạch rồi chơi đó. Đó thì sau một thời gian nữa thì mình trên mạng có một cái phong trào mà phát triển cái game nông trại vui vẻ, cái khả năng tương tác giữa khách giữa người chơi với cái người đi mua hàng mô hình đó rất là tốt. Thì do đó mình nảy sinh ý tưởng là tại sao mình không có thể nào mình triển khai một cái mô hình thực tế ngoài đời như vậy. Nhưng mà theo như nãy anh nói là em biết là anh tốt nghiệp kinh tế chứ không phải là không có liên quan gì về nông nghiệp hết, nhưng mà lại anh lại yêu thích cái này vì anh làm công việc này thì Bảo tin rằng là coi như là anh chắc chắn là phải gặp rất là nhiều khó khăn thời gian ban đầu đúng không ạ? Đúng rồi. Giai đoạn ban đầu mình gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt như Bảo thấy là để đầu tư một cơ sở vật chất, máy trang thiết bị, để đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao này thì tốn rất là nhiều chi phí. Đặc biệt là trong giai đoạn đó là có cái khó khăn nữa là mấy anh em là có chuyên ngành về kinh tế và tin học, không có chuyên ngành về kỹ thuật, thì khi đó mà cái việc mà mình chăm sóc, mình trồng cây cũng gặp rất nhiều khó khăn, dẫn tới cái năng suất của 2-3 năm đầu là không có đạt được cái yêu cầu đề ra. Mình gặp nhiều khó khăn như vậy nhưng mà may mắn là mình có những cái cộng sự rất tâm huyết với đặc biệt là cũng có cùng cái sở thích, cùng tâm huyết với ngành như mình. Thì đặc biệt như anh Lê Nguyễn Cầm Tú đã hỗ trợ mình nhiều trong cái vàng mảng và xúc tiến kế hoạch kinh doanh rồi tìm kiếm khách hàng là ngoại giao. Kia cũng giúp doanh nghiệp là vượt qua được cái giai đoạn khó khăn. Nhiều khách hàng đã tìm đến hình thức trồng cây sạch này như một lựa chọn an toàn cho nguồn thực phẩm của mình. Khách hàng sẽ chọn mua cây giống qua mạng hoặc trực tiếp đến trang trại với giá 250.000 đồng một cây con. Cây con sau khi được mua sẽ được gửi trồng tại trang trại. Tại đây, hệ thống nhà màng trồng rau theo phương pháp thủy canh với ưu điểm không sử dụng thuốc trừ sâu trừ cỏ, không trồng trên đất nên không có vi khuẩn gây hại ảnh hưởng đến sức khỏe, sẽ giúp cho cây trồng phát triển tự nhiên tốt nhất,
cung cấp những sản phẩm an toàn, dinh dưỡng cho người tiêu dùng. Công nhận là em thấy cái việc, cái mô hình mà anh làm cho tất cả những gia đình đó, họ có cái điều kiện mà họ xuống đây vào dịp cuối tuần như thế này để mà tìm hiểu về những cái loại cây rồi rau sạch như thế này, đó là một cái điều rất là thú vị. Cảm giác của anh chị khi mà xuống đây cùng với gia đình của mình vào những ngày cuối tuần như thế nào? Mô hình rất thích thú cho tất cả gia đình đến tham quan dịp cuối tuần và giúp cho biết được các em nhỏ như bản thân mình, gia đình từng người một biết được từ lúc sinh trưởng, cây sinh trưởng đến khi mà đơm hoa kết trái trưởng thành, giúp cho các em đó thư giãn cuối tuần và có đi tham quan đây để giúp cho các em học tập tốt hơn và an tâm hơn cái chất lượng của thành quả của rau sạch cũng như là trái sạch. Chỉ tổ chức cho khách hàng tháng đến tham quan chăm sóc cây của mình, đến ngày thu hoạch khách cũng sẽ được thông báo để đến vườn tự tay thu hái sản phẩm. Những khách hàng không có điều kiện thu hoạch thì nhân viên trang trại sẽ thu hộ, sau đó đưa đến tận nhà. Bên cạnh đó, những sản phẩm không đạt kết quả, trang trại sẽ báo cho khách và hoàn tiền hoặc đổi cây mới trong vụ sau. Theo như mà Bảo quan sát từ nãy đến giờ đó, thì Bảo thấy là cái khu vườn của mình là như là trồng toàn dưới lưới thôi phải không anh? Đúng rồi, mình trồng toàn dưới lưới hết. Vậy thì Bảo không biết là khi mà từ cái lúc mà mình bắt đầu mình gieo cái hạt xuống nè, tới lúc mà mình thu hoạch đó là nó mất khoảng thời gian khoảng bao lâu anh Nhân? Tùy bộ giống, nhưng mà riêng với giống Bảo Khuê này thì mình cần từ khi bắt đầu gieo tới khi thu hoạch khoảng 90 ngày. Hình như là cái trái này nó gần chín rồi đúng không anh? Đúng rồi, cái này mình chuẩn bị thu hoạch rồi. Thì trong cái quá trình 3 tháng đó thì mình sẽ phải làm những công đoạn gì anh? Thì thật ra là cái này mình áp dụng công nghệ cao, mình trồng trong nhà màng. Nên với cái diện tích bên mình là 5.000 m², chỉ cần 4 công nhân mình thay phiên nhà mình sản xuất. Thì được cái là cái hệ thống tưới bên mình hoàn toàn tự động. Mình ứng dụng một công nghệ tưới của Israel. Mấy cái dây là gì? Đúng rồi, nó sẽ tự động nó tưới. Đó, còn sâu bệnh bên mình cũng hạn chế rất nhiều tại vì mình trồng trong cái môi trường nhà lưới. Là thứ nhất là nó giòn nè, đúng rồi, mà nó giòn, nó không có bị quá mềm, đúng rồi, rồi bên cạnh đó là cái vị ngọt của nó vừa đủ, đúng rồi, chứ nó không có phải là quá ngọt gắt cái cổ của mình, đúng rồi, ngọt rất là vừa, mà cảm giác hình coi như hồi nãy giờ đi trời nắng như thế này trong cái mặt như cái lò thì mình được ăn cái này giống như là mình đang giải khát vậy đó. Đúng. Bảo biết không, cái dưa này mình đã trồng được 3 tháng. Hiện tại cái vân lưới nó đã đều đẹp, cái độ ngọt cũng đáp ứng nhu cầu. Giòn thơm. Hiện tại mình bắt đầu mình hái, mình thu hoạch. Nó có thể đảo thầy xem thử qua trái dưa. Coi như rất là tròn, đều, lưới vân này nọ đầy đủ. Coi như là ngày hôm nay là xuống đây là được anh Nhân dẫn đi tham quan một vòng rồi bắt đầu là học được thêm một chút kinh nghiệm về nghề trồng dưa lưới rồi đó. Là như sau này mà em có ý định em muốn đổi nghề em xuống đây phụ anh nha. Đó, muốn bên mình cũng muốn tặng Bảo trái dưa để về bên là mình ăn thử, dùng thử xem cái chất lượng, cái phẩm chất bên mình như thế nào. Cho coi như là hồi nãy là được ăn thử rồi, bây giờ là được đem nguyên một trái về nữa. Coi như là ngày hôm nay là quý vị khán giả thấy không, Bảo quá là may mắn luôn. Thôi thì bà con không biết nói gì hơn là ngoài việc là cảm ơn anh, cũng như là xin chúc cho anh và anh Tú cũng như những người cộng sự của mình ngày càng có thật nhiều sức khỏe và có thể là có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo để mà nhân rộng cái mô hình này ra để giúp cho mọi người tìm hiểu nhiều hơn về mô hình rau quả sạch như thế này. Cảm ơn anh và chúc anh thật thành công. Thưa quý vị, qua chương trình ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy được rằng ngày càng có nhiều người trẻ như anh Nhân đây dám nghĩ, dám làm. Họ bắt đầu sự nghiệp của mình với hai bàn tay trắng và khối tài sản vô giá mà họ có, đó chính là niềm đam mê, nghị lực và niềm tin vào con đường mà mình đã chọn. Không có nghề nào là sang, cũng không có nghề nào là thấp kém cả. Nếu như chúng ta dám tìm tòi, sáng tạo và quyết tâm theo đuổi con đường mình đã chọn đến cùng thì dù cho là ở hoàn cảnh nào hay dù cho là chúng ta gặp phải bất kỳ chuyện gì thì chúng ta vẫn có thể thành công trên con đường mà chúng ta đã chọn.